Dương rồng là loại cây có gai, thân mọng nước, được trồng khá phổ biến tại Việt Nam để làm cảnh, trang trí nhà cửa. Đa phần mọi người thường nghĩ cây dương rồng dễ sinh trưởng và không cần tốn quá nhiều công chăm sóc, vì bản thân cây dương rồng đã là một loài thực vật dễ thích nghi. Tuy nhiên, nếu chăm sóc không đúng cách, cây dương rồng sẽ bị còi cọc, kém sức sống, thậm chí là chết cây. Còn nếu để ý và áp dụng đúng kỹ thuật chăm sóc, những chậu dương rồng cảnh sẽ mau lớn và đẹp hơn rất nhiều. Chương trình làm nông đúng cách ngày hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu về cách chăm sóc cây dương rồng. m2 đất bãi nằm ngay dưới chân cầu Nhật Tân, huyện Đông Anh, Hà Nội. Đây chính là nơi mà anh Nguyễn Phương Lâm và anh Trịnh Quốc Cương giữ gìn và bảo tồn 500 giống dương rồng độc đáo, quy mô thuộc hàng lớn nhất nhì ở miền Bắc. Sơ nhẩm tính của bọn mình thì nó rơi vào khoảng gần 500 loài. Đấy, thế còn cụ thể những cái loài nó có những cái loài giống nó rất là to, còn có những cái giống thì nó chỉ bé thôi, nó chỉ cái cây nó chỉ đường kính nó chỉ khoảng 3-5 cm thôi. Và thông thường thì trong tiềm thức của mọi người vẫn sẽ nghĩ rằng là dương rồng thì là một cây mà đại diện của sa mạc, cần rất là ít nước và chăm sóc cũng rất là dễ. Thì không biết là cái điều đấy có đúng hay không ạ? Thực ra thì với cái giống dương rồng này, nếu như mà ai biết cách chăm sóc thì nó rất là dễ. Tức là dễ thì rất dễ, nhưng mà khó thì cũng thực sự là khó với những người không biết cách. Với đặc tính chịu hạn tốt, lá cây tiêu biến thành gai để hạn chế thoát hơi nước, nên cây dương rồng không đòi hỏi nhiều nhu cầu về nước tưới. Dương rồng chịu hạn tốt nhưng lại không chịu được úng ngập. Do vậy, để tránh vườn cây bị ngập úng khi gặp trời mưa, bà con cần bố trí hệ thống thoát nước tốt cho vườn. Cái mặt bằng trồng là mình sẽ phải tạo ra một cái độ dốc để đảm bảo thoát nước. Thế sau khi trồng xong thì là bên cạnh cái gốc mình trồng ấy, thì mình sẽ tạo ra những cái rãnh. Đây, những cái rãnh nhỏ. Để đảm bảo là khi mưa là thoát nước được 100%, không bao giờ bị đọng nước. Nếu đọng nước là cây sẽ không phát triển và thậm chí còn bị thối gốc và chết. Vào mùa sinh trưởng, từ tháng 4 đến tháng 11 hàng năm, dương rồng cần lượng nước nhất định để cây phát triển. Lúc này, người chơi cây nên tưới cây vài ngày một lần và giữ ở mức vừa đủ để đất thấm nước. Tưới thẩm thấu thì nguyên lý cũng rất đơn giản thôi. Các bạn có thể có một cái chậu hay một cái khay. Chúng ta bắt đầu đổ nước vào với một cái lượng nước cũng không cần nhiều đâu. Vừa thêm một đáy chậu thôi, sau đó với một cái cây dương rồng khô như cây này, chúng ta bắt đầu đặt nó vào. Thường là khoảng 5 phút. Trên bề mặt này chúng ta có thể chưa thấy nó ẩm, nhưng mà vì cái thẩm thấu này nó sẽ lên đến trên bề mặt sau khoảng nửa tiếng đến một tiếng sau. Trồng dương rồng nó chỉ đơn giản như vậy thôi, nhưng nếu như người chơi không nắm được cái nguyên lý này, yêu quá, cưng quá, rồi thì thích cái cây dương rồng của mình nó chóng lớn hơn, tưới liên tục thì cứ nghĩ rằng cây của mình đấy là một việc không tốt. Hầu hết dương rồng đều ưa ánh sáng mạnh, nhưng không phải tất cả trong số chúng đều có thể chịu được ánh sáng trực tiếp của mặt trời, đặc biệt là khi nhiệt độ cao. Cường độ ánh sáng thích hợp sẽ giúp cây trồng phát triển mạnh hơn. Với những cây dương rồng mà trưởng thành rồi thì nó cần một cái lượng ánh sáng tối thiểu khoảng 50%. Nhưng với những cây dương rồng nhỏ mà thường là từ cây gieo hạt thì cái ánh sáng nó chỉ cần khoảng 30%. Tức là cái lượng ánh sáng chiếu sáng cho nó ít hơn và cái cường độ sáng cũng không nên mạnh. Cây dương rồng sống được trong khoảng nhiệt độ từ 10 đến 50 độ C. Tuy nhiên, thích hợp nhất cho sự phát triển của cây là 15 đến 28 độ. Nhiệt độ quá thấp thì thường là vào các mùa đông thì cây dương rồng sẽ ngừng sinh trưởng. Lúc đó cái cây dương rồng có thể là nhổ lên, cất đi, để vào bóng tối không vấn đề gì vì nó không sinh trưởng. Nhưng đến mùa sinh trưởng của nó thì chúng ta cần phải đưa ra ánh sáng một cách từ từ. Và lúc đó khi bộ rễ nó mọc trở lại, cây bắt đầu lớn lên rất tốt, rất nhanh trong cái mùa sinh trưởng, trong những thời điểm hiếm hoi đó. Dù cây dương rồng có nguồn gốc từ những vùng khô cằn, nghèo dinh dưỡng, nhưng để có một cây dương rồng khỏe đẹp và phát triển tốt, người trồng cũng cần cung cấp dinh dưỡng cho đất. Trong mùa phát triển, cây dương rồng cần chất đạm giúp cho sự tăng trưởng của thân, chất phosphorus cho sự phát triển của bộ rễ và chất potassium cho sự phát triển của hoa và trái.